Điên điển là một loài cây thuộc họ đậu. Bông điên điển được xem là một loại sao ở miền đồng bằng Nam Bộ của Việt Nam. Người ta sử dụng nó làm dưa chua, nấu canh, làm gỏi trộn thịt gà. Cây này còn có một tác dụng nữa là cải tạo đất khi sử dụng làm phân xanh, do rễ của nó cũng giống như rễ của các loài cây thuộc họ đậu khác. Các vi khuẩn nốt sần cố định đạm sống cộng sinh là loài cây hoang dã nên nó dễ thích nghi với môi trường, có sức cạnh tranh mãnh liệt với sâu bệnh và các loại cây cỏ khác. Điên điển thường gặp ở đầm lầy và ruộng nước. Lá điên điển được đun lấy nước uống, được coi như một loại thuốc long đờm, giảm đau, chống dung sáng, chống viêm và kháng sinh. Bông điên điển được dùng nhiều trong chế biến các món ăn ở miền Tây. Điên điển thân tròn bóng và được phân ra thành nhiều nhánh, có màu xanh sọc tím. Đặc biệt, rễ của bất cây bông điên điển ăn sâu khoảng 60-70cm và có các vị khuẩn nốt sần cố định đạm cộng sinh rất tốt để cải tạo đất. Bên cạnh đó, cây điên điển có sức cạnh tranh cao đối với các loại sâu bọ và cây cỏ khác. Hoa của cây điên điển mọc thành chùm, với mỗi chùm sẽ có 8-10 hoa. Quả đậu thẳng có chiều dài khoảng 20-30cm và có chứa nhiều hạt hình cầu màu nâu bóng. Cây mới sẽ được tái tạo khi trái chín và có hạt rơi xuống đất hoặc là bùn. Người ta sử dụng loại cây này để chế biến làm được nhiều món ăn hấp dẫn khác nhau như nấu canh, làm gỏi trộn thịt gà, làm dưa chua. Lá điên điển có thể luộc ăn như rau. Theo một số chia sẻ của người dân địa phương, bông điên điển sẽ được thu hoạch vào buổi chiều là thích hợp nhất, bởi lúc này bông mới hé nhụy và tươi hơn, giúp làm món ăn cũng ngon hơn các buổi khác trong ngày. Không phải tự nhiên mà bông điên điển được nhiều người yêu thích và ưa chuộng sử dụng. Bên cạnh nó được sử dụng phổ biến để chế ra nhiều món ăn ngon, thì bông điên điển còn được xem là phương thuốc điều trị bệnh hiệu quả. Lá điên điển được sử dụng để nấu nước uống bởi công dụng mà nó mang lại hữu dụng như làm giảm đau, chống viêm sưng, chất tẩy sổ dung sáng, kháng sinh hiệu quả. Bông điên điển được chế bào thành dạng mỡ hoặc là kem để dùng cho các việc điều trị các bệnh về da như là phát ban, ngứa, nổi mề đay. Đặc biệt, loại cây này còn được sử dụng để bào chế thành thuốc, thúc đẩy sự nung mủ, ung mủ, viêm sưng thấp khớp, áp xe làm mủ. Điều trị mụn nhọt đạt hiệu quả tốt nhất, cách làm như sau: lấy một lượng lá điên điển rửa sạch, giã nát và cho một ít muối trộn thành hỗn hợp, sau đó đắp lên chỗ đau, lúc này sẽ giúp bớt sưng và mau lành miệng. Bên cạnh lá và hoa của cây điên điển thì hạt của loại cây này cũng được sử dụng để điều trị tiêu chảy, giảm lượng kinh nguyệt ra quá nhiều và giảm phù nề lá lách. Hạt còn được sử dụng để làm chất kích thích làm dịu đau và xe thắt. Thường xuyên uống nước sắc từ hạt điên điển với lượng 12-16g khô mỗi ngày để kinh nguyệt được điều hòa. Ngoài ra, rễ của cây điên điển còn được dùng để chữa trị các vết cắn của con vật như là bò cạp.